áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô xin chào các em. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài 19 trong phân môn lịch sử lớp 7 thuộc bộ sách Cánh Diều, Khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1427. Các em cùng quan sát hình 19.1, tranh vẽ trên vải lụa chân dung Nguyễn Trãi trong sách giáo khoa trang 73. Các em ạ, trong Bình Ngô Đại Cáo thay lời Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã viết: "Ta đây, núi Lam Sơn dưới nghĩa, trốn hoang dã nương mình, ngẫm thù lớn há đội trời chung, cong dọc nước thể không cùng sống." Vậy cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã diễn ra như thế nào? Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Trích là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học hôm nay. Chương 6. Việt Nam từ đầu thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 16. Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1427. Các em cùng mở sách giáo khoa trang 73, 74, 75 và 76 để theo dõi bài học. Học xong bài học này, các em sẽ trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, giải thích được nguyên nhân chính dẫn tới thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đánh giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Trích. Bài học hôm nay gồm có 4 nội dung chính. 1. Những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa từ năm 1418 đến năm 1423. 2. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa từ năm 1424 đến năm 1425. 3. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng từ năm 1426 đến năm 1427. 4. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử. Bây giờ, cô và các em cùng tìm hiểu mục 1. Những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa từ năm 1418 đến năm 1423. Các em hãy đọc thông tin trong mục 1 sách giáo khoa trang 73-74. Quan sát hình 19.1, tranh vẽ trên vải lụa chân dung Nguyễn Trãi. Hình 19.2, tượng đài Lê Lợi ở Thanh Hóa, để trình bày những sự kiện tiêu biểu trong thời kỳ đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Các em ạ, năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa đã tổ chức hội thề Lũng Nhai ở Thanh Hóa với quyết tâm đánh đuổi quân Minh, khôi phục độc lập dân tộc. Các em hãy quan sát hình 19.2, tượng đài Lê Lợi ở Thanh Hóa và đọc thông tin trong phần em có biết ở sách giáo khoa trang 73 để biết thêm về người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Lê Lợi, sinh năm 1385, mất năm 1433, là một hào trưởng địa phương có uy tín. Nghe tin Lê Lợi chuẩn bị khởi nghĩa ở Lam Sơn, nhiều người yêu nước đã tìm về hội tụ ngày càng đông, trong đó có Nguyễn Trãi. Phép dùng binh của Lê Lợi là lấy nhu để chế cương, lấy yếu để chế mạnh. Các em cùng đọc tiếp thông tin trong phần tư liệu trích trong Lam Sơn thực lục của Nguyễn Trãi để biết thêm về sự kiện hội thề Lũng Nhai. Tôi là phụ đạo Lê Lợi, cùng Lê Lai, Nguyễn Trãi, Đình Liệt, Lưu Nhân Chú, 19 người, tùy họ hàng quê quán khác nhau, nhưng kết nghĩa thân nhau như cùng chung một họ, chung sức đồng lòng, giữ gìn đất nước, làm cho làng xóm được ăn ở yên lành. Đến năm 1418, trước chính sách đô hộ tham lam và tàn bạo của nhà Minh, Lê Lợi đã tập hợp hào kiệt bốn phương dựng cờ khởi nghĩa tại căn cứ Lam Sơn, Thanh Hóa và tự xưng là Bình Định Vương. Trong những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn đã gặp nhiều khó khăn, thách thức. Quân Minh tổ chức nhiều đợt tấn công bảo vệ căn cứ Lam Sơn. Nghĩa quân phải 3 lần rút lên núi Chí Linh ở làng Chánh Thanh Hóa vào các năm 1418, 1419, 1423 và chịu nhiều tổn thất. Vào giữa năm 1418, khi quân Minh vây chặt căn cứ Lam Sơn, trong tình thế nguy khốn, Lê Lai đã cải trang giả làm Lê Lợi, chỉ huy một toán quân phá vòng vây. Lê Lai cùng toán quân cảm tử hy sinh. Quân Minh lầm tưởng đã giết được Lê Lợi, nên rút quân.
Trong lần rút lui lên núi Chí Linh vào lần thứ 3 năm 1423, nghĩa quân lâm vào tình trạng ngặt nghèo. Tình thế này đã được phản ánh trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, lúc Khôi huyện quân không một đội. Đến giữa năm 1423, trong bối cảnh thế và lực còn rất yếu, Lê Lợi đề nghị tạm hòa. Quân Minh chấp thuận, nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn. Thời gian hòa hoãn đã tạo điều kiện cho nghĩa quân khôi phục và củng cố lực lượng. Những diễn biến tiếp theo của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mục 2, giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa, từ năm 1424 đến năm 1425. Các em cùng đọc thông tin trong mục 2 sách giáo khoa trang 74 để trình bày hoạt động của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm từ 1424 đến năm 1425. Vào cuối năm 1424, Nguyễn Trích đề nghị tạm rời vùng núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng, người đông, để dựa vào đó quay ra đánh lấy Đông Đô. Ngay sau đó, Lê Lợi dẫn quân tiến vào miền Tây Nghệ An và giành được những thắng lợi quan trọng ở Trà Lân, Khả Lưu, Bồ Ải. Trong một thời gian ngắn, nghĩa quân nhanh chóng đã làm chủ phần lớn Nghệ An. Đến tháng 8 năm 1425, nghĩa quân từ Nghệ An tiến vào giải phóng Tân Bình, Quảng Bình, Quảng Trị và Thuận Hóa, Thừa Thiên Huế. Trong vòng 10 tháng, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng một vùng rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Với kết quả này, cục diện chiến trường và tương quan lực lượng hai bên đã thay đổi căn bản theo hướng có lợi cho lực lượng khởi nghĩa. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu mục 3, khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng từ năm 1426 đến năm 1427. Các em hãy đọc thông tin trong mục 3 sách giáo khoa trang 74, 75, 76, kết hợp với quan sát lực đồ 19, trận Chi Lăng, Sương Giang, để trình bày một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm từ 1426 đến năm 1427. Vào tháng 9 năm 1426, Lê Lợi và Bộ Chỉ huy quyết định mở cuộc tiến công ra Bắc với ba đạo quân chính, có nhiệm vụ tiến sâu vào vùng địch chiếm đóng, phối hợp cùng nhân dân bảo vệ đồn địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới và chặn đường tiếp viện của quân Minh từ biên giới sang. Nghĩa quân đã giành thắng lợi trong nhiều trận lớn, buộc quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ, cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công. Trước sự phát triển như vũ bão của cuộc khởi nghĩa, nhà Minh tăng cường viện binh. Đến cuối năm 1426, trong trận Tốt Động, Trúc Động này thuộc Hà Nội, nghĩa quân đã phục kích, đánh tan trên 5 vạn quân Minh, khiến tướng Vương Thông phải tháo chạy về thành Đông Quan, Hà Nội. Chiến thắng này của nghĩa quân Lam Sơn đã được phản ánh trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm, Tốt Động thầy chất đầy nội nhờ đề ngàn năm. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em khai thác lực đồ 19, trận Chi Lăng Sương Giang. Các em hãy chú ý tới phần chú giải ở góc phía trên của lực đồ. Vào tháng 10 năm 1427, khoảng 15 vạn viện binh do Liễu Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy đã chia làm hai đường tiến vào Đại Việt. Nghĩa quân tổ chức phục kích và tiêu diệt Liễu Thăng cùng đoàn quân tiên phong tại ải Chi Lăng, Lạng Sơn. Bộ phận quân mình còn lại co cụm tại thành Sương Giang, Bắc Giang và bị nghĩa quân bao vây, tiêu diệt. Khi thấy Lê Lợi sai người mang ấn tín và thư báo tin Liễu Thăng đã tử trận, Mộc Thạnh sợ hãi dẫn quân rút chạy về nước. Vương Thông ở thành Đông Quan đành chấp nhận nghị hòa. Các em cùng đọc thêm thông tin trong phần tư liệu trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Lợi từng nói với các tướng sĩ, trả thù báo oán là thường tình của mọi người, nhưng không thích giết người là bản tâm của bậc nhân đức. Nếu để hạ nỗi giận trong chốc lát mà mang tiếng với muôn đời là giết kẻ đã hàng, thì chỉ bằng tha mạng sống cho ức vạn người, để dập tắt mối chiến tranh cho đời sau, sử sanh ghi chép, tiếng thơm muôn đời, há chẳng lớn lao sao? Qua đó, các em có thể thấy được tính nhân đạo trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Vào ngày 10 tháng 12 năm 1427, tại phía nam thành Đông Quan đã diễn ra hội thề
giữa Bộ Chỉ huy Nghĩa quân Lam Sơn và đại diện quân Minh. Đến ngày 3 tháng 1 năm 1428, toán quân Minh cuối cùng rút về nước, đất nước sạch bóng quân thù, khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung cuối cùng trong bài Bốn nhỏ, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử. Các em ạ, thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc, sự lãnh đạo và nghệ thuật quân sự tài tình, sáng tạo của Bộ Chỉ huy Nghĩa quân mà đại diện là Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Trích. Các em cùng đọc thêm thông tin ở phần tư liệu được trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư để hiểu thêm về nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. May mà lòng trời còn đó, Thánh Chúa ra đời, chinh phục bằng nghĩa, đánh dẹp bằng nhân, non sông mới được đổi mới, nhật nguyệt mới lại sáng tươi. Nhân dân từ đây bình yên, nước nhà từ đây thuận trị. Đó là do vua tôi một dạ, trên dưới cùng lòng vậy. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục độc lập dân tộc, đưa đến sự thành lập của vương triều Lê Sơ, mở ra thời kỳ phát triển mới của Đại Việt. Xã Tắc từ đây vững bền, Giang Sơn từ đây đổi mới, trích trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Còn bây giờ, các em hãy tham gia trả lời 4 câu hỏi trong trò chơi Nhổ Cà Rốt. Các em hãy cố gắng trả lời đúng các câu hỏi để nhổ được cà rốt nhé! Câu hỏi số 1. Hội thề nào được tổ chức vào năm 1416 thể hiện quyết tâm đánh đuổi quân Minh? Đáp án đúng trong câu hỏi số 1 là hội thề Lũng Nhai. Với việc đưa ra được đáp án đúng trong câu hỏi đầu tiên, các em đã nhổ được một củ cà rốt. Câu hỏi số 2. Ai là người đề nghị Nghĩa quân Lam Sơn tạm rời vùng núi rừng Thanh Hóa để chuyển quân vào Nghệ An? Các em ạ, nhân vật lịch sử được nhắc tới trong câu hỏi số 2 là Nguyễn Trích. Với việc đưa ra được đáp án đúng trong câu hỏi này, các em đã nhổ thêm được một củ cà rốt nữa. Câu hỏi số 3. Vào năm 1427, hội thề giữa Bộ Chỉ huy Nghĩa quân Lam Sơn và đại diện quân Minh đã diễn ra ở đâu? Các em đã có câu trả lời chưa? Chúng ta cùng xem đáp án trong câu hỏi số 3 nhé! Thành Đông Quan là địa điểm được nhắc tới trong câu hỏi này. Việc đưa ra được đáp án đúng trong câu hỏi này đã giúp các em nhổ thêm được một củ cà rốt. Câu hỏi cuối cùng trong trò chơi như sau. Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã đưa tới sự thành lập của vương triều nào? Chắc hẳn các em đã có đáp án trong câu hỏi này rồi. Chúng ta cùng xem nhé! Lê Sơ là vương triều được nhắc tới trong câu hỏi số 4. Với việc trả lời đúng câu hỏi cuối cùng, các em đã nhổ thêm được một củ cà rốt nữa. Như vậy, các em đã trả lời xong 4 câu hỏi trong trò chơi Nhổ Cà Rốt. Bây giờ, để củng cố kiến thức trong bài 18, các em hãy thực hiện hai yêu cầu sau trong hoạt động luyện tập. Yêu cầu thứ nhất, lập bảng thống kê các giai đoạn chống quân Minh trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Để thực hiện được yêu cầu này, các em cần liệt kê các sự kiện tiêu biểu trong từng giai đoạn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Giai đoạn từ năm 1418 đến năm 1423 có những sự kiện tiêu biểu sau. Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn, Thanh Hóa. Những ngày đầu khởi nghĩa, Nghĩa quân Lam Sơn gặp nhiều khó khăn, phải 3 lần rút lên núi Chí Linh ở Thanh Hóa. Trong lần thứ 3, rút lên núi Chí Linh vào năm 1423, Nghĩa quân phải tạm thời hòa hoãn với quân Minh để khôi phục và củng cố lực lượng. Giai đoạn từ năm 1424 đến năm 1426 có những sự kiện tiêu biểu sau. Vào cuối năm 1424, Nguyễn Trích đã đề nghị tạm rời vùng núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An. Lê Lợi đã dẫn quân tiến vào miền Tây Nghệ An và nhanh chóng làm chủ phần lớn Nghệ An. Đến tháng 8 năm 1425,
nghĩa quân từ Nghệ An tiến vào giải phóng Tân Bình và Thuận Hóa. Giai đoạn từ năm 1426 đến năm 1427 có những sự kiện tiêu biểu như sau. Tháng 9 năm 1426, Lê Lợi và Bộ Chỉ huy quyết định mở cuộc tấn công ra Bắc. Cuối năm 1426, nghĩa quân đánh thắng quân Minh ở Tốt Động, Trúc Động. Vào năm 1427, nghĩa quân đánh thắng quân Minh ở Chi Lăng, Sương Giang. Vương Thông ở thành Đông Quan chấp nhận nghị hòa. Ngày 10 tháng 12 năm 1427 diễn ra hội thề Đông Quan, khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi. Yêu cầu thứ hai trong hoạt động luyện tập như sau: hãy đánh giá vai trò của một số nhân vật trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Trích. Các em cùng tham khảo gợi ý của cô. Lê Lợi là người tập hợp lực lượng, phát động và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ông đã cùng Bộ Chỉ huy Nghĩa quân để ra đường lối đúng đắn, góp phần vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. Nguyễn Trãi là quân sư, người phò tá đắc lực của Lê Lợi. Ông đã cùng Bộ Chỉ huy Nghĩa quân để ra đường lối đúng đắn, góp phần vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nguyễn Trích là người đưa ra chủ trương tạm rời vùng núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An. Chính chủ trương đúng đắn này đã giúp nghĩa quân Lam Sơn thoát khỏi thế bị bao vây, từ đó mở rộng địa bàn hoạt động. Cuối cùng, cô sẽ hướng dẫn các em giải quyết bài tập vận dụng trong sách giáo khoa trang 76. Yêu cầu của bài tập như sau: sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một trong số những nhân vật lịch sử nói trên. Cô đã lựa chọn sưu tầm tư liệu và giới thiệu về Nguyễn Trãi. Các em cùng tham khảo gợi ý của cô. Nguyễn Trãi sinh năm 1380, mất năm 1442, hiệu là Ức Trai, quê ở Thường Tín, Hà Nội. Ông đỗ thái học sinh và làm quan dưới triều Hồ. Ông học rộng, tài cao, yêu nước, thương dân sâu sắc. Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại, ông vào Thanh Hóa, tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và trở thành quân sư của Lê Lợi, góp phần vào chiến thắng của nghĩa quân. Sau khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, nhà Lê Sơ được thành lập, Nguyễn Trãi tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng lại đất nước. Nhưng rồi, những mâu thuẫn trong nội bộ triều đình phong kiến dẫn đến việc sát hại các công thần. Bản thân Nguyễn Trãi bị vu oan âm mưu giết vua, bị khép vào tội trù di tam tộc. Đến năm 1464, Lê Thành Tông đã minh oan cho Nguyễn Trãi. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em học xong bài 19, khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1427 trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý lớp 7, bộ sách Cánh Diều. Cô xin chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.